Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin cực nóng, vừa bị cách chức Tôn Số ngông nghênh gầm rên như hổ báo khiến các quan chức trong bộ chính trị tái xanh mặt. Thưa quý vị, như vậy là những ngày sau Tết, ông Nguyễn Phú Trọng cho khởi động lò bằng những hành động bất bớ và cả những lời đe dọa bắt đầu từ cấp tỉnh. Các quan chức, các cựu quan chức lần lượt bị lên danh sách đen và xử lý từ người một. Xem ra năm 2023, ông Nguyễn Phú Trọng làm cho mạnh tay thật sự. Vào ngày 1 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị cáo là cựu lãnh đạo ở tỉnh Bình Thuận. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong vụ án xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Mới đầu năm, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho làm thịt tỉnh Thái Nguyên, hết Bình Thuận rồi đến Thái Nguyên. Trong ngày 1 tháng 2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải thi hành kỷ luật đảng đối với ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỷ luật cảnh cáo ông Dương Ngọc Long, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011-2016. Cảnh cáo cựu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các nhiệm kỳ 2021. Việc cảnh cáo ông Vũ Hồng Bắc, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Phú Trọng với Bộ Công an, trong tay ông vừa đánh, vừa dọa không biết bao nhiêu quan chức xính chàm, ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Vào ngày 2 tháng 2, ông Tôn Sô, người vừa bay chức tránh văn phòng Bộ Công an, lại cất tiếng gầm. Lần này là lời tuyên bố của ông Tô Lâm, chứ không ai khác. Một khi ông Tô Lâm lên tiếng thì xem như quan chức đấy cầm chắc hợp đồng, tức là có thể đi tù, ông Tôn Sô cho biết. Vụ án chuyến bay giải cứu đã khởi tố 41 bị can, phong tỏa kê biên 80 tỷ đồng. Vụ án Việt Á đã khởi tố 104 bị can với số tiền phong tỏa kê biên 1.700 tỷ đồng. Ông Sô cho biết thêm, tiến độ điều tra một số đại án được dư luận quan tâm gần đây như vụ chuyến bay giải cứu xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, rồi vụ Việt Á. Sau Thái Nguyên thì đến Bình Thuận vào ngày 13 tháng 12 năm 2022, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân Kiểm tra Trung ương thông báo với báo chí rằng nhiệm vụ kiểm tra xử lý dứt điểm các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, cho đến nay đã bước sang tháng thứ 2 của năm 2023 mà các vụ án trên chưa xử lý dứt điểm. Lại vụ nào nguyên nhân vì sao lại như vậy? Theo thông tin trong chính quyền cho xin giấu tên cho biết, bởi ông Nguyễn Phú Trọng và nhóm của ông không lượng giá được mức độ phức tạp của nó. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông đốt lò, nghĩ rằng như thế là sắp xong. Tuy nhiên khi càng khơi thì vụ án nó càng bẻ ra và cho đến nay vẫn còn đang hết sức ngổn ngang. Ông Tôn Sô đã trả lời nhà chức trách, tránh văn phòng Bộ Công an cho Đại tá Đặng Hồng Đức là Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, ông Tôn Sô vẫn giữ chức vụ là người phát ngôn của Bộ Công an. Ông Tô Lâm vẫn chưa tin tưởng Đại tá Đặng Hồng Đức bằng Trung tướng Tôn Sô với vai trò là người phát ngôn của Bộ Công an. Ông Tôn Sô chính là người phát ra tiếng nói của ông Tô Lâm và là người đưa ra trước công chúng. Những gì mà ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Bộ Công an phải làm nên hình ảnh ông Tôn Sô, cất lên tiếng nói cho ông Tô Lâm và ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Tôn Sô là người có cấp bậc thấp, chưa là ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên, tiếng nói của ông cũng có thể làm cho những nhân vật trong bộ chính trị phải e sợ bởi việc khởi tố vụ án, bắt ai, truy tố ai, nói cho biết hướng đánh của ông Nguyễn Phú Trọng. Vào năm ngoái, vụ án kinh tế Tân Hoàng Minh và FLC làm rúng động dư luận. Tuy nhiên, đến cuối năm Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa, thì các hổ báo trong bộ chính trị không thể khinh suất. Nhưng tuyên bố của ông Tôn Sô trước báo giới và cứ như thế, cái cơ chế của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó sinh ra tham nhũng và ông Nguyễn Phú Trọng lại đi bắt tham nhũng, chưa biết đến khi nào dừng. Thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi tin tức xã hội Việt Nam trong mấy ngày qua thì sẽ thấy rất rõ những gì đang diễn ra, nói thẳng ra chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam được thế giới xem là chế độ công an trị, nghĩa là lực lượng công an chỉ là để bảo vệ Đảng và giữ chế độ này, chứ không bảo vệ sự bình yên cho nhân dân tại các nước dân chủ của quân đội. Cảnh sát là lực lượng không phải là đảng phái, họ chỉ phụng sự quốc gia và theo luật pháp chứ không nghe theo bất cứ đảng phái nào. Sĩ quan công an Việt Nam cũng có cấp bậc như quân đội, nhiệm vụ của họ là tác chiến chống lại dân. Nếu dân đòi hỏi nhà nước phải thay đổi vì mục đích ban đầu, thế nên toàn ngành nói như vậy,
từ trung ương cho đến địa phương đều xem dân như kẻ thù. Có rất nhiều vụ án dân bị đánh chết tại đồn công an trong nhiều năm qua, hầu hết là chim suông, bản chất thật của công an nhân dân Việt Nam. Nhưng Bộ Công an đánh dân bị quay clip và trường hợp rất hiếm hoi, thường là do người dân hoặc camera vô tình quay được. Hồi tháng 9 năm 2022, 4 cảnh sát trật tự và cảnh sát giao thông đã truy đuổi và đánh bại học sinh đến gãi rùi cui. Chưa thỏa mãn, những viên công an này còn dùng nón bảo hiểm tấn công hai nam sinh, trong khi hai người này không hề kháng cự lại. Công an được mệnh danh là lực lượng thực thi pháp luật, nhưng chính họ lại phạm pháp rất tàn ác với nhân dân. Công an là lực lượng thực thi pháp luật, nhiệm vụ của họ là điều tra và trấn áp bắt giữ tội phạm, nhưng họ không thể có tư duy dùng ác trị ác cho được. Làm như vậy, xã hội sẽ đại loạn. Việc xử lý người phạm tội phải theo đúng quy trình của pháp luật. Công an không được phép tấn công người dân. Tuy nhiên, trong thực tế, họ thường xuyên tấn công dân, coi dân như kẻ thù không đội trời chung. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2015, khi đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp tập đoàn giám sát tình hình oan sai trong công việc áp dụng luật pháp và hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự. Theo quy định của pháp luật cho biết, trong 3 năm xảy ra 226 trường hợp người dân chết trong lúc đang bị tạm giam. Con số nói lên tất cả con số này, nhiều năm sau mạng xã hội vẫn nhắc đi nhắc lại. Những năm sau đó, chính quyền ém nhẹm không đề cập đến con số liệu này nữa, vì con số này đã nói lên cái áp lực của lực lượng công an của Đảng Cộng sản Việt Nam rất ác với dân. Việc Công an Nhân dân Việt Nam đánh dân tại Bến Tre, tuy nhiên chính quyền giấu giếm số người chết trong lúc bị tạm giam, chứ không phải không có người dân bị giết trong đồn. Một khi cái ác được bao che một cách có hệ thống, thì cái ác ngày một ác hơn, đó là điều tất yếu. Công an xem mục tiêu bảo vệ chế độ là trách nhiệm của chính mình, chứ không thể nào có cách hành xử nhân ái với dân cho được. Mới đây, mạng xã hội nó bùng nổ một clip công an đánh dân. Trong video, một người đàn ông bị trói ngược, hai tay ra sau lưng, hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Tuy nhiên, một viên công an hung hăng đá vào ngực người này rất nhiều lần. Hành động rất tàn bạo, không thể chấp nhận cho được. Điều đáng nói là viên công an này đã tấn công người ngay trước mặt trẻ em. Trang Facebook Phương Ngô cho biết, đoạn camera ghi lại sự việc được cho là xảy ra vào lúc 22 giờ 27 phút vào ngày 20 tháng 1 năm 2023. Chưa xác định được nơi xảy ra sự việc và danh tính của nhân vật này. Ngay sau đó thì mạng xã hội đã tìm ra đây chính là hành động của công an Bến Tre vào ngày 29 tháng 1. Báo Thanh Niên đã có bài viết Bến Tre làm rõ thông tin liên quan đến clip công an đánh dân. Bài báo cho biết sự việc xảy ra ở xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tờ báo Thanh Niên đã phản ánh vụ việc, thật ra chỉ có những công an viên nào gặp xui xẻo lọt vào mắt thần của camera an ninh thì mới lộ nguyên hình. Hàng trăm vụ bạo lực của công an diễn ra hàng ngày khắp nơi tại Việt Nam, thì có được bao nhiêu vụ bị phát hiện? Đến nhiều vụ án đánh chết người tại đồn công an mà chế độ còn che đậy được, thì có bao nhiêu vụ lấy người trong đoàn công an không ai biết cho hết. Chế độ này tạo ra công an với mục đích gì thì lực lượng này chỉ làm tốt mục đích ấy mà thôi. Không có chuyện công an vì dân phục vụ và Đảng Cộng sản cũng nên lấy từ nhân dân ra khỏi chữ công an đi cho nó đỡ nhục. Thưa quý vị, trong khi tổng trọng miệng thì nói chống tham nhũng, nhưng đàn em thì lại tham ô không chớp mắt, thậm chí từng ngày từng giờ thiết kế tăng trưởng ảo bất chấp ngay cả trong chờ tiền từ khúc ruột ngàn dặm. Theo tờ báo VnExpress.net, trong ngày 26 tháng 1 năm 2023, loan tin lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 6,6 tỷ USD. Năm 2022 giảm gần 6,7% so với năm 2021 do ảnh hưởng từ suy giảm kinh tế tại nhiều nơi. Đặc biệt trong những năm gần đây, kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh bình quân thường tăng từ 7 đến 10% mỗi năm. Lượng tiền do kiều bào và người được xuất khẩu lao động gửi về thường phụ thuộc vào điều kiện kinh tế vĩ mô, tình hình của người lao động ở nước ngoài. Các dịch vụ thu hút kiều hối trong 2 năm 2021 và 2022 ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19 và cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đã ảnh hưởng nhiều đến lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Song kiều hối vẫn là khoản đóng góp lớn vào mức 48% tổng thu ngân sách nội địa, 33% tổng thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh luôn là dẫn đầu về lượng kiều hối của Việt Nam. Hình ảnh bản tin kiều hối thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 6,6 tỷ USD của báo VnExpress.net. Dòng tiền này đã góp phần tạo nguồn thu ngoại tệ, ổn định tỷ giá, ổn định thị trường ngoại hối, tăng trưởng kinh tế thành phố. Trong thời điểm này, hoạt động chuyển tiền của bà con người Việt đang sinh sống làm việc ở nước ngoài
về cho thân nhân trong nước trở nên rất sôi động. Đây cũng là dịp các ngân hàng, các công ty kiều hối đẩy mạnh chương trình khuyến mãi nhằm thu hút thêm lượng khách hàng chỉ chi trả qua đơn vị của mình. Theo chu kỳ hàng năm, lượng kiều hối cuối năm và dịp Tết Nguyên đán thường chảy về nhiều khi người thân ở nước ngoài gửi ngoại tệ về cho gia đình. Năm nay lãi suất gửi tiết kiệm tăng cao, càng kích thích nhiều người nhận kiều hối sẽ bán ra lấy Việt Nam đồng gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất cao. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.